Một túc nữa nè, một túc nữa cũng ghê. Giọng có tay mụn. Ủa? Cha.
rõ ai đâu à. Nghỉ ngơi xíu nữa không? Còn nhiều không? Còn rất là nhiều, chưa được nữa mà. Nghỉ ngơi thì chị đi làm cho khách, cho em làm nghỉ ngơi. Làm tiếp. Nghỉ ngơi làm tiếp. Nghỉ à? Làm tiếp. Ok. Rồi, con đợi xíu nha. Gọi ra bé. Tôi đang bận tay tiếp. Bị yên hả? Anh nằm trong đó kìa. Hả? Dạ. Anh nằm trong giường cùng kìa. Bọc xong hơi lên xong là nặng vậy anh. Thấy lời dưới nó anh nói xong. Ủa là đâu? Thì con, thì con. Thì con, thì con, thì chút nữa Yến xuống. Ý là con khách nói vô à. Trời ơi, khổ ghê luôn á Linh ơi. Thì đang đắp mặt nạ thì để nằm với nó có sao đâu. Nhiều mụn không?